Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của bé Bèo và Ai Chà. Lâu rồi không thấy gấu Mora ra map mới bạn ạ. Hôm nay thấy map gì đây? Gấu Mora chuyến đi biển à? Băng lửa lá biển à? Tức là bắt cua, kiểu bắt cua địa hình à? Đây là map bắt cua bạn nhé. Map sẽ được cập nhật thường xuyên này. Có 111 người tải về. Ui, cập nhật ngày 12/4 là gọi là siêu mới bạn ạ. Đó, có 2 người đề cử rồi bạn nhé. Ok, ngày hôm nay trải nghiệm thử xem cái map bắt cua. Tôi tạm gọi là bắt cua địa hình nhỉ. Đây thì có 4 địa hình này. Chuyến đi biển nhưng mà lại có lửa lá băng rồi ta. Hơi tò mò là vào trải nghiệm thử xem là có gì hay ho không bạn nhé. Ok, xem thử xem là nó như thế nào bạn ạ. Tôi cũng hơi tò mò đấy. ID của Mora là 36288267 bạn nhé. Rồi, chơi thôi. Nó sẽ xác lại chuyến đi biển 1 nhỉ. Tức là sau này sẽ có chuyến đi biển 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 à? Ừ, chắc thế đúng không? Bắc cua rừng cây bạn ạ. Bắc cua băng dạng buổi lâu đài băng này. Wow, lâu đài băng. Bắc cua lớp fan được sao? Tình yêu rực cháy à? The xin của con vịt các thứ bạn ạ. Ok, ôi, bọt biển này. Mà tôi nhớ, cái con này nó phải béo lắm mà ta. Sao lại nhìn gầy vậy? Trông bưng gầy ta. Ôi chị thỏ này. Ok, không biết đi được nào nhỉ. Từ tiếng game. Mày quá tắt thì bạn lại tắt tiếng game rồi. Trước tiên mình cũng không biết là đi đường nào ta. Đây, đây. Hành trình đến Hawaii bạn ạ. Ok bạn ơi, ok má này lưu hồ sinh bằng bằng tay nhé. Rồi, đây điểm lưu hồ sinh này. Có vẻ cũng không khó lắm nhỉ. Ủa, bộ sao ở dưới nhiều lá cây đấy. Từ từ nào, ví dụ như mình rớt ở dưới sao? Ok bạn ạ, rồi rớt xuống là yên tâm là quay về điểm lưu hồ sinh nha. Rồi, không bị lỗi gì cả. Ok bạn ơi, nhưng mà tôi vẫn thích xài quyển dịch chuyển hơn. Mong là có Mora cho quyển dịch chuyển vào nha. Ui, tôi vẫn thích xài quyển dịch chuyển bạn ạ. Có quyển dịch chuyển vẫn là cái gì mới nó ok la hơn. Ok, lên bạn ơi, lên. Game. Nãy hình như nãy rớt không chết kìa. Ê, nãy pha đấy là rớt không chết nè, ảo nha. Bên trái dễ phải khó à? Ok, cũng không khó lắm đâu nhỉ. Ôi dồi ôi. Ôi kìa, không chết. Ây, xem lại chưa, có bao ra rồi đâu. Mừng nên cho quỷ chuyển vào, chẳng may rớt thì bấm luôn quỷ chuyển cho nhanh. Rớt khỏi... đây có thêm cái này nữa à? Tôi lười sái này lắm, tôi vẫn thích bấm quỷ chuyển hơn bạn ạ. Bấm quỷ chuyển tiện tay hơn. Ây, bật tường không được là ra được lại phân ươm nào. Ây, nên lâu không bấm tường, lụt nghề rồi. Thế rồi, lâu không bám tường. Ok bạn ạ, rồi. Ôi sao sao nhỉ? Tôi như là bốn ô mà. Ôi sao bốn ô mình nhảy một phát qua luôn là sao nhỉ? Chắc là mắt này trọng lực thấp hơn mà lại ốp bình thường. Bốn ô là sao mà đủ đà ta nhỉ? Đúng rồi. Ôi dồi ôi. Ê bạn ơi, cái bắp này bốn ô này, bốn ô này nhảy qua luôn. Ấy đó còn thừa cả đà bạn ạ. Đó, ok, hiểu rồi nha, hiểu rồi. Là cái map này cứ 4 ô là chúng ta cứ cắm mặt nhảy thẳng qua luôn bạn ạ. Không cần phải bám tương, bám tiếc gì cả. Rồi nha. Tại vì cái trọng lực map này có vẻ hơi khác bạn ạ. Ôi, ấy nữa nhảy toàn rớt cái chuyện mới là áo nhờ. Nó không khó mà sao nhảy toàn rớt ta, ảo thật đấy. Nó không khó mà sao nhảy toàn rớt bạn ạ. Chắc là do trọng lực nó hơi khác bình thường. Ây! Nếu tôi có mỗi một đoạn mà chơi mấy phút không qua mà là ảo thế nữa. Quyết tâm không đi đường dễ mà nó không có đi đường dễ được. Không có đi đường dễ gì cả. Ok rồi. Ok bạn ơi. Này là 4 ô này. Đó. Để phát qua luôn bạn ạ. Ôi ok. Rồi. Tại vì trọng lực nó hơi lạ cho nên là chưa quen lắm. Vùng đất băng giá. Wow. Lâu đài băng. Ok bạn ơi. Úi giời. Rồi. Đi. Né. Ê. Trơn. Phết đường nào nè. Đây à. Chết đường nào nhầm. Đây đúng không? Đây. Ý là lạc đường. Ý là nhầm nhảy ngược lại bạn ạ.
Ok bạn ơi, lâu đài băng giá ở chỗ này dễ thế. Yên này dễ thế, có một ô bạn ạ. Cái này hơi dễ, nó lại hơi dễ. Sời, cái này không thể chia đường khó làm dễ ta. Ok bạn ơi, cái này nhảy qua luôn. Rồi, cái gì? Ở phía trước thấy có lava bạn ạ. Ai à, có lava bạn ơi, lava. Từ nè. Bay. Ê, sao cái trọng lực này nó khiến mình nhảy hơi cao không đâu. Bay mấy lần mình quá đà bạn ạ. Thế các bạn biết đấy, đến cả 4 ô mà không cần bám tường là biết rồi đó. Parkour 4 ô mà ngồi bay qua luôn mà. Ảo chưa, mà cái gì ấy? À, nhảy 4 ô mà không cần bám tường một phát qua luôn, anh em hiểu vấn đề rồi đấy. Ủa sao hai bên giống nhau mà đúng không? À phải, khó à? Cũng chả khó lắm bạn ạ, với cái trọng lực này thì nhảy phát qua luôn nó. Nhảy phát qua luôn. Rồi, cũng không khó lắm bạn ạ, con vịt này. Bắt cua trên con vịt. Ở dưới có vịt kìa. Level 6 bạn ạ. Ôi xời. Từ, lấy cái đà cái. Cái này bám tường. Ê, đoạn này là phải bám tường, nhưng hình như là 5 ô sao bạn ạ. Càng. Này nhìn thấy 5 ô ta. Ở đâu? Không. Có 4 rồi. Phải nhìn đúng góc ấy. Để. Ôi dồi ôi. Có chắc là 4 không vậy? Ok bạn ơi, đi đây. Bọt biển. Nhưng mà tôi quên mất tên này bạn ơi. Tôi chỉ biết con này có bọt biển thôi. Còn con này tên gì đó, tôi quên mất tên rồi bạn ạ. Ôi sao này, chơi căng thế. Ê, nhau không, quên được. À, đây là sao biển à. Đây là sao biển bạn ạ. Ok. Ui, cái đường khó này nhá. Căng đấy. Ui dồi ôi. Để hết đà lên bạn ạ. 5 ô đúng không nhỉ? 5 ô, 4 ô thôi. Nhìn cũng không đếm bạn ạ, cũng không rõ đếm nữa. Ô, cua này. Ô, dấu để ý con cua nè. Ô, con cua bạn ơi, con cua. Ok bạn ạ, tự nhiên thèm thịt cua quá. Ây à, thèm cua quá bạn ơi, thèm thịt cua quá. Hè là phải đi biển, nó sắp hè đấy, hè đi biển ăn hải sản, trời ơi, nó đã các bạn ạ. Hè đi du lịch biển xong đi ăn hải sản này thôi, tuyệt vời. Đó, thèm quá. Đây, đây là đảo à? Đây là gì? Nên gọi gì nhỉ? Tôi không biết gọi gì nữa bạn ạ. Có một cái đảo mini, có một cái thác nước mini. Nên một cây dừa đảo kia. Ô, có con khỉ kìa. Ô, con khỉ con bạn ơi. Ô. Ô, giờ đi là mỗi một cái đảo, đảo cái cây dừa này. Một con khỉ con bạn ạ. Ô, ở đây không có nữa. Ây à. Ủa ơi. Ok bạn ạ. Rồi, chỗ này không lưu sinh ở đây, đây lưu tại bên này. Có rớt không ta? Đây có rớt đấy bạn ạ. Bình thường ở giữa là có cái lốc tàng hình nhưng mà không phải bạn ơi. À, bắt cua trên phao này. Ô, hình như là sắp thắng rồi, sắp thắng rồi này. Chúng ta sắp đến thành phố biển đây đây ôi. Sắp đến bãi biển bạn ơi. Yeah. Đến bãi biển rồi, yeah, cầu trượt. Ok, thế xong rồi à? Ủa, thế là hết rồi à? Đã quấy à? Ui, chỗ này phí thế. Chỗ này rộng như này mà không tận dụng để làm mini game hay là làm giải mã gì nhở? Nguyên cả cái chỗ này mà để không thì nó lại hơi phí bởi nhở đông đấy. Chỗ này to rộng như này mà để không thì thực sự là hơi phí đó. Cái này mà thiết kế làm kiểu giải mã hay cái gì đấy nữa. Đẳng cấp của cái này còn rộng phê chu này. Mấy cái này chắc là chưa làm xong bạn ạ, chắc sau này còn mở rộng nước thôi. Ừ, sau này có update thêm mới có khi bắt cua trong hang động hay gì này. Wow. Ok bạn, ui gì đấy, cái tàng hình bao cắt là bị gì đấy mình ra ấy đừng. Bây giờ có hồ nước bạn ạ. Ui đỉnh nhờ. Ê, đi tham quan tí nhá, từ nào bác này còn nhiều chỗ hay bạn ạ, tôi đi tham quan tí. Đi tham quan đã. Quá bù. Wow, bên này có cái thuyền gì này, wow. Có thể không gọi thần thú rồi nhỉ. Ôi, bây giờ xin phép ăn gà bên này. Đây rồi. Các bạn bảo là ăn gà thì đi thuyền có nhanh hơn không? Câu trả lời là không bên đó, ăn gà chỉ có chạy nhanh thôi, chứ không có tăng tốc độ thuyền bên đó. Ôi, từ từ,
Có xoáy nước ơi, có xoáy nước này thì tôi nguy hiểm. Ô, tượng rồi này. Ô, một chút đền thờ à, đền cầu à. Bên này có cái đền đền thần biển bạn ạ. Đi xem đi nhé em nào. Đây có khá là nhiều những con cá ngựa bạn ơi. Ok, cá ngựa này không cưỡi được bạn ạ. Đây là cá ngựa chưa thuần hóa. Nhưng bên này là một cái kiểu cái hồ, hồ nên kiểu hồ hứa nước nóng hay gì bạn ạ. Bên kia một cái khu hồ, cái khu VIP này. Đây, đây là bãi chung không? Đây là bãi VIP của bạn. Đấy, đây là bãi dành cho những người gọi là đẳng cấp, bãi riêng. Đấy. Còn đây là bãi tắm chung bạn ạ, tôi đoán vậy. Có thể như thế, ok. Xem bên kia nào. Wow, map này mở rộng ra thứ còn được nhiều cái nữa bạn ạ. Này còn nguyên cái khu này tôi dùng này còn chưa tận dụng hết bạn ơi. Nó sắp tới nhiều khi rồi né 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 đấy. Ok bạn ơi, sắp tới là tận dụng thêm một khi còn dài nữa bạn ạ. Được. Map này cuốn phết bạn ơi, được chứ. Ô bên kia gì á? Từ từ. Khoan. Đây có gì này? Ôi. Đây một cái hố này. Không biết là gì bạn ạ nhưng không vào được. Bên này có gì đây? Đường hầm dưới biển à? Ây! Đáng để khám phá bên này có cái gì ấy? À, bên này chỗ chắc khu thay đồ, bên này khu thay đồ bơi. Wow, cái gì đây? Ồ, khách sạn dưới biển à? Ở đây nhà giống nhà vệ sinh ta? Giống giống nhà vệ sinh các bạn ạ, chứ khách sạn thì bơ. Ừ, cái này giống nhà vệ sinh bạn ạ. Khách sạn thì rồi, tôi tưởng khách sạn dưới biển hay gì. Rồi nhà vệ sinh dưới đáy biển một đẳng cấp bạn ạ. Ok, được. Map này gọi đẳng cấp rồi. Xe ok là phép bạn ạ. Map rất đầu tư. Đấy. Không quá khó. Phù hợp với cả những bạn mới tập chơi và chơi trên PE nha. Mong sớm cập nhật thêm nhiều level hơn nữa. Đấy. Ok bạn ạ, được chứ nhở. Nguyên cả cái bãi ở cuối mà tận dụng để làm thêm nhiều level hơn nữa thì gọi đẳng cấp luôn bạn ạ, xịn luôn chứ nhở. Hay đấy bạn ạ. Rồi, mong là Gomora sắp tới là cập nhật thêm nhiều level hơn nữa bạn ơi. Ok, video xin phép được kết thúc để thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.